Lần đầu tiên, thế giới ngầm Underground trở thành đề tài cho một bộ phim điện ảnh quy tụ đông đảo các ca sĩ thực thụ, thử sức với vai trò diễn viên như Tóc Tiên, Cường Seven, Subin Hoàng Sơn. Phim mang tên YOLO do Phan Minh làm đạo diễn. Nội dung đề cập đến người trẻ dấn thân theo đuổi đam mê âm nhạc, đặc biệt là thế giới ngầm Underground. Để thỏa mãn đam mê ca hát với cá tính âm nhạc riêng của mình, họ phải trải qua nhiều sóng gió và nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân. Những cám dỗ, mảng tối của giới giải trí cũng là những thách thức mà những người trẻ này phải đối mặt. Bên cạnh những tên tuổi đã chứng minh được tài năng diễn xuất trên màn ảnh rộng như Tóc Tiên, Cường Seven, thì những gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Subin Hoàng Sơn, Mr. A cũng khiến khán giả không khỏi tò mò. Đây là lần đầu tiên mà Subin được có cơ hội tham gia một dự án phim điện ảnh, và đây là cái lần mà mình cảm giác như mình thử sức rất là lớn. Lý do mà Subin nhận tham gia là tại vì Subin muốn thử sức mình trong một cái lĩnh vực mới. Subin nghĩ là trong mỗi một người nghệ sĩ thì đều có trong mình rất là nhiều những khát khao chinh phục những cái thử thách mới trong nghệ thuật, thì với Subin cũng như vậy. Cũng rất là nhiều lần Subin đắn đo là không biết mình có nên còn đóng phim điện ảnh hay không, tại vì là chỉ sợ là cái khả năng của mình không đủ. Nhưng mà với lần này thì Subin quyết tâm là tại vì là cái kịch bản phim cũng như là cái nội dung phim cũng như là cái màu phim nó cũng khá là hợp và khá là giống với cả Subin, cho nên là Subin đã quyết định là tham gia bộ phim này. Mọi người thì cũng quen nhau cũng khá là lâu rồi, cho nên là cũng không mất nhiều thời gian để làm quen. Và cái khó ở đây chỉ là mọi người chơi với nhau ở ngoài rất là bình thường, nhưng mà chưa bao giờ diễn trước máy quay cùng với nhau, nên là có nhiều lúc khá là khớp, và hầu như là mọi người cũng đều là lần đầu tiên đóng phim, cho nên là sẽ có những cái khoảnh khắc rất là buồn cười, là khi mà nhìn mặt nhau đối thoại ấy, không nhịn được cười, rồi là có những cái mà mọi người làm over quá lên, nên là nhiều khi mình không kiềm chế được cái cảm xúc. Thì đó là những cái kỷ niệm của Subin trong cái bộ phim này. Nói về các diễn viên đa số là ca sĩ, đạo diễn Phan Minh cho rằng anh không lo ngại vấn đề diễn xuất vì chính họ giúp anh có cảm hứng rồi viết ra những nhân vật của YOLO. Phim lấy âm nhạc làm chất liệu và điểm nhấn xuyên suốt phim. Chính vì vậy, các ca khúc trong phim là yếu tố được khán giả trông chờ nhất, với dàn diễn viên đều là những ca sĩ hot hiện nay và giám đốc âm nhạc là Hoàng Tulliver. Ngoài ra, bộ phim cũng được đầu tư mạnh từ địa điểm, tối cảnh tại nhiều nơi nổi tiếng của Việt Nam, với nhiều đại cảnh là sân khấu ngoài trời được đầu tư hoành tráng và tốn kém. Phim dự kiến sẽ công chiếu trong tháng 11 năm 2018. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.